Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Và hiện tại thì mình lại đang có mặt trên cửa hàng Yamaha nha các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ lên cửa hàng để mình hướng dẫn tất cả các bạn về mua xe trả góp nha. Đó, bởi vì hiện tại mình thấy rất là nhiều các bạn chưa đủ tiền để mua xe và các bạn muốn mua trả góp, thì hôm nay mình sẽ lên trực tiếp bên cửa hàng nha. Và mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn về thủ tục trả góp, cách tính lãi suất, và các bạn sẽ trả góp ở mức là từ 5 triệu, 10 triệu, 15 10 triệu, 15, 20, 25 triệu, 30 triệu nha. Đó, thì các bạn có thể tính lãi suất là các bạn phải trả trước bao nhiêu tiền và mức lãi suất là như nào nha, để các bạn có thể tham khảo rằng là về trả góp ở đây mình là như thế nào nha các bạn. Và mình sẽ tính cho các bạn cái mức trả góp nha, với mức là trả trước 20% giá trị của xe và mức trả trước là từ 10 triệu đồng nha. Nên các bạn nào là muốn mua xe trả góp hay các bạn quan tâm về trả góp thì các bạn nên xem hết clip của mình nha. Và mình sẽ nói rất là rõ ở trong video này để cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua clip của mình nha. Và trước tiên thì mình sẽ cập nhật về giá xe trước rồi mình sẽ làm thủ tục trả góp cho tất cả các bạn có thể tham khảo. Rồi, bây giờ mình sẽ quay các bạn về giá xe. Rồi, và đầu tiên thì mình sẽ cập nhật về giá xe để cho tất cả các bạn có thể tham khảo trước. Và rồi mình sẽ tính cho các bạn ở mức trả góp nha các bạn, là từ mức là 10 triệu đồng, trả trước 15 triệu, trả trước 20 triệu và trả trước 25 và trả trước 30 triệu nha. Tất cả là đều là những cái mốc mà các bạn hay trả góp nhất và các bạn sẽ phải cần những thủ tục gì thì mình sẽ hướng dẫn sau nha. Rồi, đầu tiên là về giá bán. Đối với chiếc xe Exciter 150 ở phiên bản màu sắc là đỏ cam bạc này nha các bạn. Đó, màu sắc này thì hiện tại đang có giá là 46 triệu nhá, bao hết giấy tờ và phí đi biển số, hay gọi là bao giá lăn bánh nha. Rồi, tiếp theo đến phiên bản màu xanh rêu này cũng có giá như thế nha các bạn, 46 triệu bao hết giấy tờ và phí đi biển số luôn. Rồi, còn phiên bản màu sắc là đen cam này thì 45 triệu, trắng đỏ là 45 triệu nha các bạn, bao giấy tờ và phí đi biển số nhá. Đỏ nhám là 46 triệu, xanh GP là 45 triệu nha. Còn mẫu xe màu đen nhám này là 46 triệu. Rồi, và còn hai màu sắc này là màu sắc là xanh dương cam với lại phiên bản màu xám này các bạn, xám xanh này, thì đều có mức giá là 46 triệu đã bao gồm hết giấy tờ và phí đi biển số nha. Rồi, mức giá xe Exciter chỉ nằm ở mức là 45 46 triệu thôi, đã bao gồm hết giấy tờ và phí đi biển số rồi. Và tiếp theo quay lại cái chủ đề chính của cái video là ngày hôm nay, chính là về thủ tục trả góp nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn muốn mua xe trả góp thì các bạn phải có tiền nha. Ở đây thì các bạn muốn mua xe trả góp các bạn phải có tiền. Rồi, và cái độ tuổi là các bạn phải trên 18 tuổi. Các bạn muốn đứng ra hồ sơ trả góp các bạn phải trên 18 tuổi. Và rất là nhiều bạn hỏi mình là có nhờ người thân trả góp được hay không thì được. Thì các bạn muốn nhờ anh em bạn bè gia đình nhà bạn trả góp đứng tên cho các bạn nha, để các bạn trả góp. Các bạn đối với các bạn mà chưa đủ 18 tuổi. Còn bạn nào mà đủ 18 tuổi muốn mua xe trả góp mới được nha các bạn. Rồi, đầu tiên là phải trên 18 tuổi, có tiền. Và cái điều kiện để các bạn tham gia trả góp là phải các bạn phải có chứng minh nhân dân nha, với giấy phép lái xe. Và các bạn nào mà không có giấy phép lái xe thì có chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu nha. Đó, hai cái đó thì là cái giấy tờ thiết yếu là các bạn phải có để có thể mua xe trả góp nha. Và tiếp theo chính là về cái phần lãi suất. Lãi suất khi các bạn mua trái trả góp là 1,42% nha các bạn, cộng với cái bảo hiểm khoản vay là thành tất cả phí là 1,79% nha các bạn. Có nghĩa là các bạn mua xe trả góp sẽ phải chịu 1,79% tiền lãi. Đó, thì mình sẽ tính cho tất cả các bạn biết rằng là các bạn trả trước bao nhiêu tiền. Và trước khi mình tính lãi chi tiết thì mình khuyên các bạn nên trả trước số tiền càng nhiều thì lãi suất sẽ càng thấp nha các bạn. Đó, ít nhất các bạn phải trả trước được 10 triệu. Và với cái mức 20%, có nghĩa là 46 triệu nhân với 20% sẽ ra là 9 triệu 2 nha các bạn. Đó, thì các bạn có thể trả trước ở mức 9 triệu 200 ngàn đồng là có thể mua được Exciter rồi. Nhưng mình khuyên các bạn nên trả trước càng nhiều thì lãi càng ít nha. Đầu tiên mình sẽ tính cho các bạn ở mức trả trước 10 triệu. Rồi, mình sẽ đứng ở đây để mình nói các bạn hiểu nha. Các bạn muốn trả trước 10 triệu thì các bạn sẽ phải tính như sao nha các bạn. Là các bạn phải trả trước 10 triệu thì các bạn sẽ nợ lại 36 triệu. Đây là mình sẽ tính mức lãi là 12 tháng nhé. Có nghĩa là các bạn sẽ mua chiếc xe 46 triệu và muốn trả trước 10 triệu và trả góp trong vòng 12 tháng. Thì các bạn sẽ phải tính như sau. Các bạn sẽ lấy 36 triệu tiền nợ lại ngân hàng này là chia đều cho 12 tháng. Thì mỗi tháng các bạn sẽ phải đóng là 3 triệu tiền gốc nha các bạn. Và tiền lãi thì các bạn sẽ lấy 36 triệu này nhân với 1,79 là sẽ ra là 644.000. Và nếu như cộng cả gốc và lãi các bạn phải trả một tháng là 3.644.000 trong vòng trả góp là 12 tháng nhé. Đây là mình trả góp trong 12 tháng nha các bạn. Nên là có thể là tính theo mức là 18 tháng nữa cơ. Nhưng mà clip này thì mình chỉ tính cho các bạn 12 tháng thôi. Đó, thì các bạn muốn mua chiếc xe 46 triệu trả trước 10 triệu và các bạn nợ lại 36 triệu thì mỗi tháng các bạn phải đóng là 3.644.000 nha, cả gốc và lãi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tính cho các bạn cái mốc tiếp theo, chính là cái mốc 15 triệu. Đó, có nghĩa là vẫn chiếc xe 46 triệu mà các bạn muốn đưa trước 15 triệu thì các bạn đưa trước 15 triệu thì các bạn sẽ phải nợ lại cái số tiền là 31 triệu nha các bạn. Bởi vì các bạn mà trả trước 15 triệu thì chiếc xe 46 triệu thì sẽ lại phải nợ lại 31 triệu nha. Và các bạn sẽ lấy 31 triệu này chia đều cho 12 tháng thì mỗi tháng các bạn sẽ phải trả tiền gốc là 2.583.000 nha các bạn.
mà tiền lãi thì các bạn sẽ lấy 31 triệu này nhân với 1,79% nha, là sẽ ra số tiền là 554.000 tiền lãi, và cộng cả gốc và lãi nếu các bạn mà trả trước 15 triệu ấy, thì các bạn sẽ phải đóng là 3.127.000. Đó, các bạn hiểu chưa? Có nghĩa là các bạn mua chiếc xe 46 triệu mà trả trước 15 triệu thì mỗi tháng các bạn phải đóng là 3.127.000. Đây là chính xác 100% nha. Rồi tiếp theo, mình sẽ tính cái mốc tiếp theo là các bạn trả trước 20 triệu. Đây cũng là một cái mốc mà các bạn rất là quan tâm nha. Trả trước 20 triệu thì các bạn sẽ phải nợ lại bên ngân hàng là 26 triệu. Đối với chiếc xe là 46 triệu nha. Đó, các phiên bản này đều có mức giá là 46 triệu. Thì mình sẽ tính chung như vậy là các bạn sẽ trả trước 20 triệu, nợ lại 26 triệu. Thì các bạn sẽ lấy 26 triệu này chia đều cho 12 tháng. Thì cái tiền gốc các bạn phải trả là 2.166.000 nha các bạn. Đó, và cái tiền lãi thì các bạn sẽ lấy 26 triệu này nhân với 1,79% thì sẽ ra số tiền lãi là 465.000 nha. Và cộng lại thì các bạn sẽ lấy cả gốc và lãi cộng với nhau thì sẽ ra số tiền là 2.166.000 nha. Đó, đối với bạn nào mà trả trước 20 triệu thì các bạn sẽ phải trả tiền lãi là 2.631.000. Các bạn nghe rõ chưa? Có nghĩa là các bạn muốn mua xe trả góp, trả trước 20 triệu đối với chiếc xe giá 46 triệu trong vòng 12 tháng thì mỗi tháng các bạn phải đóng cả gốc và lãi là 2.631.000. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tính cho các bạn cái mốc 25 triệu nha. Bởi vì hôm nay mình sẽ tính cho các bạn các mốc mà các bạn hay trả luôn cho các bạn đỡ phải hỏi. Rồi, cái mốc 25 triệu thì các bạn sẽ phải trả trước 25 triệu và nợ lại 21 triệu nha. Đó, thì các bạn tính như sau. Các bạn sẽ lấy 21 triệu này chia đều cho 12 tháng. Đó, thì mỗi tháng các bạn sẽ phải trả gốc là 1.750.000 và tiền lãi thì các bạn sẽ lấy 21 triệu nhân với 1,79% nha, là sẽ là ra là 375.000. Và nếu như các bạn mà phải đóng cả gốc và lãi á, thì các bạn sẽ cộng dồn lại với nhau thì sẽ là ra số tiền là 2.125.000. Đó, các bạn trả trước 25 triệu thì một tháng các bạn chỉ có đóng 2.1 triệu thôi. Nó rất là rẻ nha các bạn. Thì mình tính như vậy cho các bạn có thể là tham khảo thông qua clip của mình thì nó rất là rẻ nha các bạn. Đó, thì mỗi tháng các bạn phải đóng là 2.1 triệu nha. Rồi còn tiếp theo chính là cái mốc trả trước 30 triệu. Thì mình sẽ tính cho các bạn như sau, là các bạn sẽ phải trả trước 30 triệu và nợ lại là 16 triệu. Thì nếu như mà trả trong vòng 12 tháng thì các bạn sẽ lấy 16 triệu này chia cho 12 tháng nha, thì sẽ ra số tiền là 1.333.000. Đó, thì một tháng các bạn phải trả tiền gốc là 1.333.000. Và tiền lãi thì các bạn sẽ lấy 16 triệu nhân với 1,79% thì sẽ ra số tiền là 286.000 nha. Và nếu như mà trả cả gốc và lãi một tháng các bạn sẽ phải trả là 1.619.000 đồng. Đó, đối với số tiền các bạn trả trước 30 triệu thì các bạn mỗi tháng các bạn chỉ có đóng 1.6 triệu thôi. Đó, nó rất là rẻ. Và các bạn còn hay hỏi mình rằng là nếu các bạn mà đăng ký hợp đồng là 12 tháng mà nếu trong vòng 6 tháng các bạn trả hết được không, thì câu trả lời này các bạn là có nhé. Ví dụ như các bạn muốn thanh lý hợp đồng sớm được, ví dụ như là các bạn làm hợp đồng là 12 tháng mà các bạn 6 tháng các bạn có tiền thì các bạn có thể trả trước với số tiền trả hết số tiền đấy luôn nhá, khỏi phải đợi 12 tháng các bạn sẽ không phải mất tiền lãi. Nhưng mà ngược lại thì các bạn sẽ phải đền bù cái thanh lý hợp đồng, phí hồ sơ chắc chắn sẽ mất phí cho các bạn, bởi vì là các bạn sẽ phải thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Đó, thì mình tính như vậy là các bạn có thể hiểu rất là rõ rồi nha, bởi vì mình nói hơi nhanh, các bạn nào mà chưa nghe rõ thì các bạn có thể tua lại nha. Thì clip này mình đã tính cho các bạn rất là rõ rồi, là các bạn trả trước từ mức là 10 triệu này, 15 triệu, 20 triệu, 25, 30 triệu rồi. Đó, thì các bạn còn thắc mắc cái gì nữa, đúng không? Thì đấy cái mức mà mình tính cho các bạn là chuẩn xác nha các bạn. Đó, bởi vì là hiện tại thì các chiếc xe này thì đều có mức giá là chỉ là 46 triệu thôi, thì đã bao hết giấy tờ và phí để biển số rồi. Đó, thì mình đã tính rất là kỹ, là các bạn nào mà thắc mắc thì có thể là comment ở bên dưới cái video này nha. Đó, cái điều kiện các bạn chỉ cần trên 18 tuổi thôi, trả trước 20% giá trị của xe. Đối với các bạn mà không có tiền thì các bạn có thể trả trước tầm 9 triệu nha các bạn. Đó, 9 triệu thì có thể mua được xe rồi. Và mình cũng khuyên các bạn là mua xe trả góp các bạn phải có ít nhất tầm 10 triệu nha. Bởi vì trả trước càng nhiều thì lãi suất sẽ càng ít. Thì đấy cũng có lợi cho các bạn thôi. Nên là các bạn có tầm 10 triệu thì các bạn có thể đi mua xe và chọn mức trả góp từ mức là 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng nha. Rất là nhiều mức để các bạn có thể lựa chọn luôn. Rồi, và clip này thì mình cũng làm ở đây thôi nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn luôn theo dõi clip mới nhất của mình nha.